Là một trong 20 cá nhân được đề cử gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022, Thượng úy Vũ Trung Kiên, trưởng ngành vũ khí dưới nước của tàu 015 Trần Hưng Đạo, Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân là một trong những điển hình của tuổi trẻ quân đội trong học tập, làm chủ vũ khí trang bị hiện đại. Dù mới tốt nghiệp Học viện Hải quân 3 năm, nhưng thành tích của Vũ Trung Kiên đã nối dài từ nhà trường tới thao trường trên biển. Vừa tròn 25 tuổi, Thượng úy Vũ Trung Kiên đã là ngành trưởng ngành vũ khí dưới nước của tàu hộ vệ tên lửa 015 Trần Hưng Đạo, một trong những tàu mặt nước chiến đấu hiện đại nhất của Hải quân Việt Nam, với hỏa lực mạnh, khả năng cơ động nhanh và phối hợp hiệp đồng trên không, trên biển. Ngoài sự nỗ lực bản thân, còn có sự giúp đỡ, tạo điều kiện của chỉ huy các cấp, sự giúp đỡ của đồng chí đồng đội, đó là niềm tin, động lực lớn nhất đối với tôi. Tôi suy nghĩ, đảng viên trẻ phấn đấu là không dừng lại, bởi vì nếu dừng lại, thỏa mãn trước thành công nhỏ nhoi trước mắt, không xứng đáng là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, không xứng đáng là quân nhân cách mạng của Lữ đoàn Thép 162 vùng 4 Quân chủng Hải quân. Khi còn học tập tại Học viện Hải quân, Kiên là học viên xuất sắc, đã từng đạt giải 3 kỳ thi Olympic tiếng Nga toàn quân. Cùng với các thành tích khác trong học tập, Trung Kiên vinh dự đạt danh hiệu học viên giỏi toàn khóa. Sự tích lũy trên ghế nhà trường là nền tảng để ngay khi về Lữ đoàn 162, Trung Kiên trở thành thành viên đội tuyển cứu hộ, cứu nạn, tham gia hội thao quân sự quốc tế Army Game 2021 và xuất sắc giành giải nhất nội dung thi sử dụng phương tiện cứu sinh trên biển trong khuôn khổ môn thi cúp biển. Kiên cùng đồng đội cũng duy trì tốt mô hình con tàu ngoại ngữ để thi đua, tự tin thực hiện nhiệm vụ đối ngoại. Thành công đến sớm không làm chàng sĩ quan trẻ lơ là, tự mãn, mà trái lại còn tiếp thêm động lực để Thượng úy Vũ Trung Kiên phấn đấu mạnh mẽ hơn trong vai trò, nhiệm vụ của mình là trưởng ngành quyết định sức chiến đấu và bảo vệ sức sống của tàu. Lữ đoàn 162 là đơn vị tàu chiến đấu hiện đại nhất của quân chủng Hải quân. Để khai thác, làm chủ những vũ khí trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, chúng tôi cần có những con người hiện đại từ trong tư duy và hành động. Đây là những tấm gương sáng, thôi thúc và tạo ra cái động lực phấn đấu cho những đồng chí sĩ quan trẻ khác để tự tìm tòi, tự học tập, tự nghiên cứu, tự trau dồi và tự rèn luyện để ngày càng là đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đủ khả năng làm chủ trong khai thác vận hành vũ khí trang bị kỹ thuật. Đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quân từ khi ngồi trên ghế nhà trường, về đơn vị liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở. Tấm gương của Thượng úy Hải quân Vũ Trung Kiên là minh chứng rõ rệt của phương châm, chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị.